gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. Holman qua số điện thoại 714-880-8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1-866-383-4529. Nhờ có luật sư Norman J. Holman mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. Holman luôn là người bạn của quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tư vấn Luật pháp cùng với luật sư Norman J. Holman. Và ngày hôm nay ông trở lại trong buổi tối thứ hai. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư. Welcome back and good evening. Thank you. Thank you very much for inviting me here again. I love being here. It's nice. Thank you. We love having you here too because you always answer a lot of questions and you happy to answer anyone or if you make an appointment in the morning, they can ask you about SSI, SSDI, about worker compensation, personal injury, and also what else? DUIK, criminal cases, yes. I see. Let me introduce briefly again about you and then we will start with the question. Kính thưa quý vị, trước khi cho Ly đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi đến cho đài truyền hình ABC để hỏi luật sư Norman J. Holman, Thảo Ly xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị, ông là một luật sư chuyên về những lĩnh vực như là về SSI, SSDI là về trợ cấp an sinh xã hội và worker compensation tức là bồi thường thương tích tai nạn ở sở làm hoặc là luật về thương tích cá nhân hay là những cái luật về DUI về hình sự. Và ông có hai văn phòng, một là ở tại thành phố Garden Grove và văn phòng thứ hai là tại thành phố El Monte. Và số điện thoại của ông là 714-880-8469. Well, I like to start a question here regarding to SSI and SSDI case. Sure. Yes, we've been talking a lot about how old people can apply and different situation. The one we have here today is from a gentleman here from Garden Grove. Uh-huh. He's 66 years old. And he got retirement since February, March. He started his retirement in February and he started receiving his retirement benefit. That means Social Security in March until now. And the amount he received is $818, A1A. Okay. And his wife also received $394 retirement. The first question he has is that if he receiving SSI, if he receiving retirement right now, can he apply for SSI? Hold on to your thought. Think about it. I will tell them the case, and then I'll get back to you, please. Cái trường hợp này thưa quý vị là của một bác từ ở thành phố Garden Grove và hiện giờ thì bác được 66 tuổi, vừa nghỉ hưu từ hồi tháng 2 năm 2017 và con của bác này có đặt câu hỏi rằng đó là bắt đầu từ tháng 3 thì bác đã nhận được cái tiền về hưu thì mỗi tháng bác nhận được cái số tiền về hưu là 818 đồng và bà xã của bác đó là bác gái thì có nhận được cũng là cái số tiền theo bác trai về hưu đó thì bác gái được nhận 394 đồng và bác đã có quốc tịch rồi, bác trai thì 66 tuổi còn bác gái thì 65 tuổi. Và câu hỏi của bác đó là trong khi bác được nhận tiền hưu như vậy đó thì có được lãnh được nhận thêm tiền SSI cho bác trai được không và xin cho bác gái luôn được không hay như thế nào? Now your answer? Sure. The answer is yes. Basically, what SSI, it's explained to you to make it more easier to understand for everybody out there. SSI is like a kind of like a minimum payment, a minimum amount of money that the government believes everybody should at least get. So if your retirement is below the minimum SSI amount, then you're able to get the difference. In his case, since SSI is at $870 a month, it wouldn't be very much. It'd be only like $60 a month. But I also said his wife, though, is getting a lot less. And so she would be able to apply independently of him, and she would actually get a lot more from SSI. She'd probably get over $500 difference. I see. Câu trả lời của luật sư là vâng, thưa bác và gia đình, là bác trai và bác gái đều có thể nộp đơn để xin trợ cấp SSI. Và cái khoản mà chính phủ họ quy định đó là 870 đồng cho cái khoản năm nay. Mỗi năm sẽ có thay đổi một vài con số, nhưng mà trong khoảng vỏn vẹn là dưới 900 Mỹ Kim. Hồi trước đó thì khoảng 850, bây giờ thì khoảng là 870 như luật sư nói. Và trong khi này thì bác đang lãnh 818 đồng, tức nghĩa là khi thảo lưu trừ ra đó,
thì cái khoản là 52 đồng là bác sẽ được nhận thêm từ SSI. Như luật sư có nói lúc nãy thì là cái khoản khác biệt giữa 870 và 812 là cái số tiền bác trai được nhận. Còn nói về cái số tiền mà bác gái mà xin SSI trong lúc được nhận retirement cùng với bác trai như vậy thì vâng, thưa, bác gái cũng vẫn được nhận, và cái số tiền họ sẽ trừ ra đó là 870 Mỹ Kim, thì trừ ra 394 đồng thì bác gái sẽ được nhận khoảng 400 mấy nữa cho mỗi tháng. Cho nên hồ sơ này sẽ có thể xin được, thưa hai bác, và cũng như là anh Tâm là người đã đặt câu hỏi, để cho hai bác ở nhà có thể được nộp đơn. Và thưa quý vị, số điện thoại của văn phòng luật sư Norman J. Holman là 714-880-8469, 880-8469 như là trên màn hình quý vị có thấy. Văn phòng thứ nhất của luật sư đó là ở tại thành phố Garden Grove với địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, với căn số 222 ở thành phố Garden Grove, góc đường Fairview. Còn văn phòng thứ hai là ở số 11100 Valley Boulevard, ở số 224 thành phố El Monte, tiểu bang California. Để tiếp nối thì một câu hỏi khác Thảo Ly sẽ đặt với luật sư. Yes, I'd like to go to the next question here. Sure. I just go briefly about your address and your information, because in this case, their family can contact you in the morning and make an appointment and call your office either in... Well, actually, they don't need to. Those people don't need to, because they can just apply for SSI automatically. They don't need me to help them out. They can just go on to or contact the Social Security office and tell them that they want to apply for SSI, because they automatically qualify at 65. Once you're at 65 years old, you automatically qualify. You don't have to show that you're disabled. Oh, okay. So in this case, it'd be easy because the husband is 66 and the wife 65. 65, so both of them automatically qualify. Do they have Vietnamese in yes, the website? Yes, Social Security has people who speak Vietnamese, yes. Luật sư nói rằng là trong trường hợp này thì hai bác muốn như được mật nộp đơn xin, có thể tự nộp đơn xin cũng được nữa, và cái trên website họ sẽ cũng sẽ có tiếng Việt nha thưa hai bác, bởi vì sau khi mà chúng ta trở năm 65 tuổi thì tự động sẽ có những cái điều kiện gọi là dễ dàng hơn để có thể nộp đơn xin SSI ngay lập tức. Và cái câu hỏi tiếp nối mà Thảo Liên muốn hỏi với luật sư đó là lúc nãy thì họ nói về cái trường hợp SSI, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái trường hợp SSD là như vậy. Với cái trường hợp khi mà 62 tuổi là chúng ta được gọi là được có thể về hưu non. We're talking about 62 is when people qualify for early retirement, and with the health condition, and we have to stop quick working early. Yes. Right. Yeah. We talked about this briefly before the show, because this issue came up on another show that was kind of related to this, these people issues. And the issue is, what happens if you're like 62 years old and all of a sudden, you know, you're starting to develop a lot of medical problems. You know, you did like kind of heavy, light work all of your life, and you really can't go back and do that type of work anymore. And so you really contemplate doing early retirement at 62 years old. I see. Well, you can also, you want to explain that, and then we'll go into the issue. Vâng, thưa quý vị, có cái quy định đó là 62 tuổi thì bắt đầu quý vị được hưởng tiền hưu non. Và trong cái khoản mà hưởng tiền hưu non là giống như khi nào quý vị đang đi làm tới lúc 62 tuổi, bỗng nhiên sức khỏe trở nên yếu hơn, có những cái vấn đề về sức khỏe, như là quý vị phải ngừng làm một số vấn đề về tim mạch, hay là bất cứ những cái vấn đề gì làm cho mình yếu đi mà không còn phù hợp với công việc nữa, thì hãng về sở an sinh xã hội đó thì họ sẽ cho chúng ta cái benefit, and Social Security is going to give you the full retirement until the rest of your life, or how long? Well, let me get that. Okay. So what you're going to do is, right before you apply for your early retirement, or right after, you do it right before. You apply for Social Security disability, and then you apply for your early retirement. This when you apply for Social Security disability, and if you get it, you will then the Social Security will revert your retirement into your full retirement once you hit 66 years old. And so it's very advantageous for you to do that. Because if you can, then all of a sudden you've converted this little small amount into your full retirement without even having to keep on working. So it's very beneficial, and I see so many people not doing it or don't understand they can do it. So it's really worth calling my office, or if you don't trust me, some other Social Security Disability office, but you should really look into it.
I see. Thưa quý vị, luật sư nói rằng là với cái độ tuổi khi mà 62 đó thì chúng ta có một cái điều thuận lợi là khi nộp đơn để xin SSD với cái trường hợp bị yếu đi, bị về sức khỏe đó, thì họ sẽ cho mình cái tiền SSD và tới khi mà cộng thêm cái tiền retirement nữa, tới khi nào mà quý vị bắt đầu qua 66 tuổi thì Sở An sinh Xã hội họ sẽ tự động cho quý vị được gọi một cái là full retirement until the rest of your life, tức nghĩa là được nhận tiền retirement cho đến suốt cả cuộc đời của quý vị. Cho nên những quý vị nào đang ở cái độ tuổi mà bắt đầu chuyển qua 61, 62 mà cần phải có một cái sự trợ cấp nào đó, thì quý vị phải về hưu sớm thì liên lạc với phòng của luật sư Norman J. Holman để luật sư có thể giúp cho quý vị. Bà Thảo Ly xin rút gọn lại cái câu nói lúc nãy mà luật sư mới chia sẻ đó, là khi mà sang cái tuổi 62 thì quý vị có thể nộp đơn cho cả hai, một là về được về hưu sớm, early retirement là từ Sở An sinh Xã hội, và họ sẽ chờ đến khi quý vị 66 tuổi thì sẽ trợ cấp cho cái khoản tiền được nhận về hưu, một cái số tiền mà đầy đủ đó là cho đến khi cả cuộc đời của quý vị. Đó là cái điều thuận lợi khi mà quý vị nộp đơn sớm, và đồng thời cũng có thể được nhận SSD là cái tiền trợ cấp an sinh xã hội, và khi quý vị gặp phải về vấn đề về sức khỏe hay là những cái tai nạn không mong muốn. Call. Yeah, let me answer this. Đài truyền hình ABC TV, Thảo Ly xin nghe ạ. Hello. Hello, xin chào cô. Dạ, con xin chào cô. Xin mời cô đặt câu hỏi nha. Dạ, xin chào luật sư. Tôi đã được ăn tiền SSI cũng được 4-5 năm rồi nha. Bây giờ thí dụ như vậy nha. Tôi bị mổ chân hay gì giờ, tôi có cái xe Corolla 2005. Bây giờ tôi muốn cho con tôi và tôi lãnh tiền SSI thì nghe nói là chỉ mỗi người ở trong nhà băng chỉ được có 2.000 thôi, thì có thể tôi cho con tôi hoặc tôi bán được không? Xin vui lòng luật sư trả lời. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô. Thưa cô, con đặt câu hỏi ngay cho cô đón đến tôi trên đài truyền hình ABC giùm con nha. Dạ. Her question is that she's been receiving SSI about 4 to 5 years, and she has Corolla 2005, meaning a car that she want to give it to her daughter. She wondered, because she heard that she can only have about 2,000 in the bank, and she wondered if she can sell it to her children or she can just give it to them as a gift. Very, very good question. Trong lúc chờ luật sư trả lời cho Thảo Ly, xin mời số điện thoại 4 số cuối là 0762. Lúc nãy đồng thời cũng đang gọi lên cùng một lúc với cô. Xin mời quý vị gọi lại nha. Let me answer this and you can answer. Okay, yeah. Quý vị khán thính giả, và 4 số cuối không biết là số mấy, Thảo Ly có thấy một số mới nữa là 6962. Hello, xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Hello. Muốn nói chuyện với luật sư, đặt câu hỏi với luật sư. Dạ, thưa chú được ạ. Chú đặt câu hỏi giùm con nhé. Hello. Dạ, tôi có câu hỏi về nè. Dạ. Chẳng hạn như mua xe bảo hiểm mà gọi là quanh quê đó, mua bảo hiểm mà một chiều đó. Dạ. Khi mà người ta đụng mình và người ta đi, trong đó người ta xài bio bóc là kể như mình không thể kiểm người ta được, phải không ạ? Dạ, chú chờ điểm con trên đường like nha. Tại vì con sẽ trả lời cho cô lúc nãy vừa mới hỏi, và con trả lời câu hỏi của cô xong rồi con sẽ xem sang câu hỏi của chú. Thưa chú, bây giờ Thảo Ly có 4-5 cuộc gọi đang gọi vào, xin quý vị vẫn kiên nhẫn, Thảo Ly sẽ trả lời cho quý vị. Now your answer. Okay, the first question. Uh-huh. Sure. I'm not too sure. This one, I know the caller is completely right. $2,000 is what you can have in the bank. So, if you sold it to your daughter and she pays you, then all of a sudden that's gonna it may push you over your $2,000 amount, and therefore it would be a problem. Social Security though literally frowns on you disposing of property and giving it away. However, that just might be the best way to just give it to your daughter, is just to give it to your daughter. Mm-hmm. And I would get maybe a bill of sale for a small amount of money, and like $100 or $300, something like that, if somebody questions it, because that wouldn't obviously put you over your $2,000
limit. So that's an easier way. And that's an easier way of doing it. Mm-hmm. So it looks like it's some type of a cell or something like that. Yeah. And the next question I have regarding to this gentleman has a car. Oh, he bought a auto insurance with only one way, and he wondered if he got a car accident and if the other side liability insurance, only. Yeah, and if that person hit him, only have mailbox. So, how what can do you mean he mailbox? Find them? I'm sorry. Like their address. He said he can find their address. Oh, so okay. I don't know if you're able to answer. So, this so question. I see. You only have liability only, correct? Probably only has liability. Liability. Yeah. Let me answer the translate the first question, okay. And then I'll get back to this one. Kính thưa cô, lúc nãy là cô hỏi là luật sư nói là cái trường hợp của cô nói đúng như vậy, khoảng là 2.000 thôi quý vị, không có nên để tức là bán có tiền nhiều hơn 2.000 đó. Nếu như mà cô bán trên 2.000 thì cô sẽ gặp phải vấn đề với sở an sinh xã hội, cho nên là ví dụ như mình là một cái khoản cho hay là bán một cái khoản tiền nào đó mà nhỏ để mà vừa đủ trong cái băng của cô thôi. Và cái câu hỏi của chú lúc nãy thì Thảo Ly đang đặt câu hỏi với luật sư và có rất là nhiều quý vị đang gọi vào xin lỗi với quý vị, Thảo Ly sẽ trả lời cho chú và sau đó trả lời cho quý vị nha. That is a problem. You can maybe hire an investigator. That's what PI attorneys do. That's what we do. We hire investigators to track people down. I just did one 2 weeks ago. I had my client came in, very little information. The license plate number on the car was wrong, and I had to file a lawsuit. So we hired an investigator to track them down. That's how attorneys do it. You might have to do that. They usually charge about $400 or $500 to do find people. But they're really good at it, and I highly recommend you go that way. To yes, answer the hello? Question, right? That's what yes. I think that that's yeah, the fast way of answering it, because I know we're running out of time. Hello. Dạ thưa cô ơi, cô đặt câu hỏi giùm con còn ít phút đó cô. Dạ thưa. Tại vì tôi ở Việt Nam mới qua được có 5 năm mà năm nay tôi được 62 tuổi rồi. Dạ. Mới mang được có 5 năm. Vậy mà có mai mốt mà tôi 65 tuổi tôi về hôn quá tôi không có đủ cái gì đó. Dạ không có chưa đủ điểm đó cô. Dạ. Cái tính chỉ đó cô. Dạ vậy tôi có tôi có lãnh được tiền tiền hôn không, chứ là tôi tăng ca quá trời luôn, nặng ngày 10 tiếng, 11 tiếng luôn mà vậy. Yeah. Her question is that she came here from Vietnam about 5 years. Uh-huh. She's 62 and she wondered when she's 65, when she's turned 65, she will not have enough credit. So can she apply for... Wait, how old is she right now? She's 62. And how many years has she been paying in? Only here 5 years. And she's been working a lot. She said even though she worked a lot, she knows she doesn't have enough credit. Exactly. So 'cause it doesn't matter how much... That's then fair. Real quickly, I know we're on time. It doesn't make a difference how much money you pay in 1 year. It's not going to make a difference is how many years you pay in. Mm-hmm. So, but if she's 62, she stops paying in at 66. Mm-hmm. So, she still would qualify if she kept on working until she hit full retirement at 66 or 77. Because it's actually 66. Mm-hmm. Her retirement's really going to be 66 or full retirement. Can she work until 72 though, like late retirement? No. Once you pass 67, it does not matter anymore. Okay, you pay and it does not give you more credit. Yeah, cái trường hợp của cô thì cô nói đúng là chắc chắn là không có đủ điểm, cô không thể nào làm hơn tới 67 tuổi được. Cho nên cái trường hợp này thì Thảo Ly sẽ hỏi luật sư để nghiên cứu rõ hơn về trường hợp có thể làm thế nào để giúp cho cô. Và còn cái trường hợp của chú lúc nãy đó thì có bảo hiểm một chiều thì luật sư nói rằng là nếu trường hợp mà có tai nạn xảy ra thì còn phải có thuê một cái người điều tra để mà họ giúp cho chú để nếu mà có những cái tai nạn lớn gì đó để mình có thể tìm được cái người nằm mà bị đụng xe nếu như họ có cái mailbox. Nhưng mà thường đó thì trong cái driver license lúc nào họ cũng phải có cái địa chỉ ở một cái nhà. So for our driver license, if someone try, they always have to have a real address. They can't just have a mailbox address with DMV. I don't know, but I'm not sure what DMV rules are. Yeah. But you're talking about, I thought somebody hit him and he only has a mailbox to track him down. Not him, but the other person. He only has a mailbox, yeah. Yes. That's what I'm trying to say. I mean, if they only have that, you're going to have to report the accident to DMV like you normally do and file the little form with DMV. And then you're probably going to have to hire an investigator to track him down. Cái trường hợp này là hơi rắc rối đó thưa chú, nếu như mà bảo hiểm một chiều mà lại phải có người mà bị đụng mình mà
mà có cái mailbox thôi đó, thì đây là một cái trường hợp mình phải báo với DMV là điều trước tiên. Và bây giờ thì chương trình đã hết giờ rồi thưa quý vị. Thảo Ly biết rằng có rất là nhiều những quý vị khán thính giả đã gọi vào trong những phút cuối và chúng tôi không kịp trả lời. Thảo Ly sẽ gọi lại đến cho quý vị vào ngày mai để lấy xuống những câu hỏi của quý vị, và luật sư sẽ trở lại trong ngày thứ hai để trả lời cho những câu hỏi của quý vị nha. Và lần sau xin mời quý vị gọi đến sớm cho đài truyền hình ABC, chương trình vào buổi tối thứ hai bắt đầu lúc 8 giờ tối giờ miền Nam California, cùng với luật sư Norman J. Holman. Thảo Ly cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên gọi đến văn phòng luật sư sáng ngày mai với số điện thoại là 714-880-8469. Hẹn gặp lại quý vị. Have a good night tonight. Thank you. Khi gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. Holman qua số điện thoại 714-880-8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1-866-383-4529. Nhờ có luật sư Norman J. Holman mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. Holman luôn là người bạn của quý vị. Trung tâm giáo dục và luyện thi dưới sự điều hành và giảng dạy của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu, nhận dạy từ mẫu giáo cho đến đại học và cao học. Trường đã đào tạo hàng ngàn học sinh, sinh viên xuất sắc, chắc chắn sẽ giúp con em quý vị có căn bản, đạt điểm cao và dễ dàng được tuyển chọn vào các trường đại học danh tiếng. Trên 90% học sinh, sinh viên đạt điểm ưu tú và E tại trung tâm giáo dục và luyện thi. Có lớp sáng, trưa, chiều, tối và cuối tuần, lớp luyện thi SAT và lớp toán lý hóa Math, Physics, Chemistry do chính giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu giảng dạy, bảo đảm đạt điểm E hoặc B, được học thử miễn phí. Để chuẩn bị cho niên học mới, trường nhận ghi danh học hè và luyện thi cho các học sinh, sinh viên. Muốn học giỏi, xin hỏi giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu, số điện thoại 714-229-8951, 714-229-8951.